Thầy chào các em học sinh. Trong cái bài học này thì thầy sẽ hướng dẫn chúng ta chữa đề kiểm tra giữa học kỳ 2 của quận Hà Đông năm 2017 2018. Chúng ta thấy là đề thi sẽ gồm có hai điểm cho phần trắc nghiệm, chúng ta có bốn ý trắc nghiệm, như vậy là bốn ý là 0,5 điểm. Và phần tự luận chúng ta có 8 điểm cho bốn bài tập, bốn bài tập trình bày tự luận. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn chúng ta làm lần lượt từng bài nhé. Bài số 1 như sau, phân số nào trong các phân số sau đây là phân số tối giản cái này chúng ta thấy rút gọn được cho ba không phải cái này cũng chia được cho ba không phải rồi à, cái này chia được cho ba không phải chúng ta thấy cái phân số này là phân số tối giản chúng ta lựa chọn phương án c bài số 2 tất cả các ước nguyên tố à, của 13 như vậy chúng ta thấy là ước nguyên tố thì tức là các à, 13 thì có ước nguyên tố là bao nhiêu nhỉ à, ước nguyên tố ở đây là chúng ta thấy là chỉ gì đây Số nguyên tố như vậy chúng ta thấy là ước nguyên tố của 13 thì chỉ có cái phương án A này thôi. Phương án B thì nó có 1 và âm 1. Phương án C này thì nó có là gì? Không, không được. Phương án D này là 13 và 1 cũng không được. Nhá. Bài số 3. Kết quả của phép tính này. Chúng ta nhầm. 1 phần 3 trừ đi 1 phần 5. Mẫu số chung là 15. 5 trừ đi 3 là 2. 2 phần 15 cộng với 13 phần 15. Như vậy chúng ta được kết quả là 1. Rồi. Câu 4, nếu góc A bằng 100 độ, góc B bằng 80 độ thì hai góc đó là hai góc phụ nhau không phải, hai góc phụ nhau là tổng bằng 90 độ. Hai góc kề nhau chưa chắc, chúng ta không có bất cứ một thông tin gì về các tia về các uh, các tia của những cái góc này nên là không không thể có được cái kề, kề nhau. Hai góc bù nhau. Ok, hai góc kề bù cũng không được, chúng ta sẽ có là hai góc bù nhau. Tổng bằng 180 độ thì là bù nhau. Còn nếu nó thêm cái yếu tố kề nhau nữa thì nó mới là kề bù. Bây giờ chúng ta đến với bài tự luận. Chúng ta sẽ làm lần lượt các bài tự luận này. Bài số 1 A chúng ta có là 2 phần 3 trừ đi hưởng ngoặc trừ 5 phần 7 cộng với 2 phần 3. Bây giờ chúng ta nên phá bỏ dấu ngoặc. Chúng ta nhìn thấy đây là 2 phần 3, đây cũng là 2 phần 3. Nên thầy phá bỏ dấu ngoặc bằng cách này. 2 phần 3 trừ thì chỗ này là trừ đi trừ 5 phần 7 chỗ này trừ vậy thì chỗ này phải là trừ 2 phần 3 và kết quả của chúng ta sẽ là cái này với cái này là hết đúng không như vậy cái này sẽ là trừ của trừ 5 phần 7 hay nó bằng 5 phần 7 câu A xong sử nhi đúng không câu A dễ câu B chúng ta sẽ có cái phép toán vừa là phép nhân vừa là phép cộng của một loạt các phân số này à, cộng với 5 phần 9 nhân với 9 phần 11 trừ đi 5 phần 9 nhân với 6 phần 11. Rồi, cái này chúng ta thấy này ba cái thừa số 5 phần 9, 5 phần 9, 5 phần 9 ở ba cái tích này là giống nhau. Thầy đưa nó ra ngoài, thầy có là 5 phần 9 nhân với mở ngoặc 8 phần 11 cộng với 9 phần 11 rồi sau đó trừ đi 6 phần 11. Lúc này chúng ta được là 5 phần 9 nhân với 8 cộng 9 trừ 16 nó sẽ là 11 phần À, 8 cộng 9 trừ 6 bằng 11. Phần 11 và kết quả của chúng ta là được là 5 phần 9. Như vậy, chúng ta có kết quả bài toán là 5 phần 9. Rồi, chúng ta đã xong bài số 1. Bây giờ, chúng ta hãy làm bài số 2. Bài số 2, câu A, các em có nhá X trừ đi 1 phần 8 bằng 5 phần 8. Như vậy, lúc này chúng ta sẽ có là x sẽ bằng... 5 phần 8 cộng với 1 phần 8 và chúng ta sẽ có x bằng 6 phần 8 hay rút gọn chúng ta được là 3 phần 4 câu xong câu B thầy có là trừ 1 phần 2 trừ đi 3 phần 2 cộng x thì bằng trừ 2 bây giờ chúng ta thấy này đây coi như là số bị trừ đây là số trừ, đây là hiệu như vậy số trừ là 3 phần 2 cộng x sẽ bằng số bị trừ là trừ 1 phần 2 đem trừ đi hiệu là đây như vậy chúng ta sẽ có là 3 phần 2 cộng với x sẽ bằng trừ 1 phần 2 chỗ này là cộng với 2 trừ 1 phần 2 cộng 2 chúng ta sẽ được kết quả là bao nhiêu trừ 1 phần 2 cộng với 2 chúng ta sẽ quy đồng lên chúng ta sẽ được kết quả là 3 phần 2 đúng không rất đơn giản Ồ oh, thế thì chỗ này suy ra x bằng 0 luôn các bạn ạ <laughs> x bằng 0 luôn à, 3 phần 2 cộng x bằng 3 phần 2 như vậy chúng ta sẽ tìm được x bằng 0 bây giờ thầy sẽ tiếp tục với IC trị tuyệt đối của x trừ 2 bằng 2018 mũ 0 bất cứ cái số tự nhiên nào khác không mà mũ lên 0 thì nó đều bằng 1 như vậy chỗ này chúng ta có thực ra là trị tuyệt đối của x 2 bằng 1. Và đến đây chúng ta sẽ có hai khả năng. Hoặc là x 2 bằng 1 hoặc x 2 bằng âm 1 đúng không nào và chúng ta sẽ có là hoặc x bằng 3 hoặc x chuyển cái này sang x bằng 1 vậy chúng ta có hai giá trị của x thỏa mãn câu C bài 2 bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với tiếp tục với bài số 3 bài số 3 là một bài hình người ta cho hai tia ox OI cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ là tia Ox như vậy trước hết là chúng ta sẽ vẽ tia Ox nha thầy sẽ vẽ tia Ox rồi thầy vẽ tia Ox đây là x đây là O góc xOy bằng 40 độ và xOz bằng 80 độ ừ. chúng ta thấy vẽ minh họa giả sử đây là xOy rồi góc này 40 độ và xOz bằng 80 độ rồi, đây là Z, góc Z 80 độ. Câu A, người ta yêu cầu chúng ta tính số đo góc IOZ. Vậy, chúng ta nhìn vào hình chúng ta thấy ngay là IOZ chúng ta sẽ tính được bằng cách là XOZ. Gì nhỉ? XOZ trừ đi XOI. Tuy nhiên là trước khi chúng ta có được cái phép trừ như thế thì chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta chú ý cho này, trước khi có được cái phép trừ như thế là chúng ta sẽ phải lập luận để chỉ ra là tia OI nằm giữa POX và tia OZ. Để chỉ ra được cái đấy thì chúng ta cũng chỉ dễ dàng thôi. Bây giờ ta có nhá. Ta có này. OI OZ thuộc cùng nửa mặt phẳng. Thuộc cùng nửa mặt phẳng. Thuộc cùng nửa mặt phẳng. Có bờ là tia OX và chúng ta có này góc xoi thì bằng 40 độ. Nó sẽ bé hơn góc xoz bởi vì góc YOZ này bằng 80 độ. Nên là từ hai cái dữ kiện này thầy sẽ suy ra được điều gì? Từ hai dữ kiện này thầy sẽ suy ra là tia oi nằm giữa nằm giữa tia ox và gì? Và tia oz Đúng không nào? Chúng ta có được OI nằm giữa tiêu OX và OZ. Nên là lúc này thầy sẽ suy ra góc XOZ, bây giờ chúng ta cộng góc XOZ sẽ bằng góc XOI cộng với góc YOZ. Và chúng ta sẽ suy ra góc YOZ sẽ được tính bằng cách ở lấy góc XOZ trừ đi góc XOI. Và thay số, XOZ là 80 độ trừ đi xoy là 40 độ và chúng ta sẽ được là ioz bằng 40 độ rồi câu A chúng ta đã làm xong bây giờ chúng ta sẽ xử lý câu b câu b người ta hỏi là oi có là phân giác của góc xoz hay không tại sao thì từ câu a chúng ta thấy rồi góc này 40 độ và cái góc này chúng ta tính là ioz cũng bằng 40 độ mà oi lại nằm giữa nên là chúng ta sẽ có như sau ta có góc x o y bằng góc y o z bằng 40 độ đây là theo câu a và thầy lại có là o y nằm giữa nằm giữa o x và OZ nên lúc này chúng ta suy ra o y là phân giác của góc x o, z nhá đến đây chúng ta đã xử lý xong rồi bây giờ chúng ta đến với uh, ý c thế nào để bài hỏi ý c là gì đề bài hỏi chúng ta là vẽ ox phẩy là tia đối của ox rồi ot là phân giác góc xoz phẩy ta làm gì có góc z phẩy nhỉ à, tính góc iot thầy nghĩ là chỗ này phải là x phẩy oz nha. đề bài bị nhầm đấy rồi, đây là x phẩy. Chúng ta sửa lại chỗ này là OT là phân giác của x phẩy OZ. Như vậy, phân giác cái góc đi nó ở đây. OT đây. Và yêu cầu chúng ta tính góc IOT. Rồi, thế bây giờ chúng ta để ý như sau. À, chúng ta có là OX phẩy là tia đối của OX. Đúng không? OX phẩy là tia đối của OX. Vậy chúng ta sẽ có là góc X Ox phẩy thì bằng góc xoz và cộng với zox phẩy. Rõ ràng chúng ta có là xoz và zox phẩy là hai góc kề bù nên lúc này thầy sẽ suy ra zox phẩy là bằng 180 độ trừ đi 80 độ và chúng ta sẽ được kết quả là 100 độ. Như vậy cái góc này là 100 độ. Bây giờ chúng ta sẽ có là OT là phân giác của góc x OZ nên chúng ta suy ra là x phẩy OT sẽ bằng Z OT bằng 100 độ chia cho 2 và chúng ta sẽ được là bao nhiêu? Chúng ta được là 50 độ. Rồi, bây giờ thầy có mỗi cái góc này là 50 độ mỗi góc này là 50 độ. Bây giờ chúng ta tính góc IOT thì chúng ta sẽ dựa vào góc IOZ cộng với ZOT. Đúng không? Ừ. nhưng mà bây giờ chúng ta phải để ý một cái điều như này. Chúng ta để ý một cái 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 điều như thế này để chúng ta lập luận được OZ nằm giữa OI và OT. Thì thầy thấy như sau. Ta có nhá Bây giờ ta có này. Ờ, ta có OX và OI là cùng phía đối với OZ đối với OZ. Cái này thì bởi vì là OI nằm giữa OX và OZ, OI nằm giữa OX và OZ nên là chúng ta sẽ có OX và OI sẽ cùng phía đối với OZ. Tương tự, OT nằm giữa OX phẩy và OZ nên chúng ta cũng có OX phẩy và OT là cùng phía đối với OZ. Đúng không? Nó cùng phía đối với OZ Và bây giờ thầy lại có là OX Và OX phẩy Là khác phía đối với OZ Rồi, thế thì bây giờ chúng ta để ý nhá Tóm lại là mình Một anh Anh OI này anh theo phe OX Anh OT này anh theo phe OX phẩy Và OX và OX lại là hai chiến tuyến khác nhau Đấy, nên là chúng ta sẽ suy ra OI và OT OI và OT là cũng thuộc hai chiến tuyến khác nhau đúng không tức là nó cũng khác phía đối với oz à nó thuộc hai chiến tuyến khác nhau nó khác phía với oz tức là chúng ta có oz ở giữa oi và ot hay oz nằm giữa ox à nằm giữa oi và ot đúng không nó nằm giữa OI và OT vậy chúng ta sẽ suy ra được góc IOT sẽ bằng góc IOZ cộng với ZOT. Bây giờ chúng ta thoải mái thay số. IOZ lúc nãy câu A chúng ta có 40 độ. ZOT chúng ta có 50 độ và cộng lại chúng ta sẽ có 90 độ. Như vậy chúng ta đã làm xong. Các em chú ý nhé. Cái ý C này nó tương đối là khó ở cái chỗ là chúng ta phải chỉ ra được cái gì nhỉ? Chỉ ra được cái tia OZ nó ở giữa tia OI và OT thì khi đó chúng ta mới có thể cộng hai cái góc này lại được và trong cái chương trình toán lớp 6 này phần hình học ấy các em thường là các em thấy nó khó khăn nhất ở cái phần là đi chứng minh điểm nằm giữa hai điểm tia nằm giữa hai tia để sau đó chúng ta áp dụng cái bài toán là cộng đoạn thẳng hay là cộng góc bây giờ thầy sẽ cùng các em tiếp tục chinh phục bài toán cuối cùng trong đề thi đó là bài số 4 à, những cái bài cuối cùng trong đề thi thường nó là những bài khó nhất những bài để dành cho những bạn học sinh khá giỏi dành điểm 9 điểm 10 là điểm 9,5 hay điểm 10 bây giờ chúng ta sẽ quay đến với cái bài toán này chúng ta có là tìm AB là các số tự nhiên sao cho 1 phần A trừ B trên 6 bằng 1 phần 3 chúng ta quy đồng thế này mẫu số chung sẽ là 6A như vậy thầy sẽ có là uh, chúng ta có mẫu số chung đây là 6A vậy trên này chúng ta nhân với 6 chỗ này chúng ta sẽ có nhân với a chúng ta có 6 trừ đi ab còn bên này chúng ta có mẫu là 6a thì bên trên này chúng ta sẽ có là 2a đúng không và lúc này thầy bỏ mẫu số đi thầy sẽ suy ra là 6 trừ đi ab sẽ bằng 2a bây giờ thầy chuyển hết ab và 2a này sang một bên thầy sẽ có là ab cộng với 2a bằng 6 đây nhá thầy chuyển cái trừ AB này sang đây thì thầy được là AB cộng với 2A bằng 6 phải viết nó lại như thế này lúc này chúng ta thấy là AB cộng với 2A thầy đưa A ra ngoài thì chỗ này là B cộng 2 bằng 6 và thầy sẽ tách cái ra ở đây là các số tự nhiên nên thầy chỉ tách thành như hai này thôi 2 x 3 3 nhân 2 hoặc là 6 x 1 bây giờ thầy có bảng như sau à có bảng sao đây Thầy có bạc nhá. Thứ nhất là thầy sẽ lập A này. Đây là B cộng 2. Sau đó thầy sẽ tìm B. Được chưa? Rồi. A bằng 1 thì B cộng 2 bằng 6. Thầy sẽ được B bằng 4. A bằng 2 thì B cộng 2 bằng 3. Thầy sẽ được B bằng 1. A bằng 3. Đây là 2. Thì B bằng 0. Đề bài yêu cầu là tìm số tự nhiên. Và chỉ yêu cầu là A khác 0 thôi. Như vậy là B vẫn có thể bằng 0. Trường hợp này. Được. Trường hợp này thì b bằng trừ 1 trường hợp này chúng ta sẽ loại bởi vì không phải là số tự nhiên như vậy chúng ta sẽ có các giá trị của ab thỏa mãn là ab thỏa mãn đề bài là nào bây giờ chúng ta sẽ có nhá thứ nhất là ab có thể bằng cái cặp là 1 và 4 hoặc là cặp là gì nhỉ 2 và một hoặc là một cặp nữa là hai và không đúng không à, thầy xin lỗi chỗ này phải là ba và không thầy bị nhầm rồi như vậy thầy đã chữa xong à, đề thi à, giữa kỳ 2 của quận Hà Đông thì các em thấy là cái đề nó cũng khá là cơ bản ngoài cái câu uh, cuối cùng thì nó hơi khó thì còn những cái câu trước là chủ yếu là kiểm tra các kiến thức cơ bản thôi có cái ý quyết uh, ý, c của bài hình cũng tương đối là phức tạp nhưng mà thầy thấy là cái format đề cũng trúc đề năm nào nó cũng tương tự như nhau thôi các em hãy ôn tập cố gắng ôn tập thật kỹ để chúng ta đạt kết quả cao ngoài những cái bài chữa này thì các em có thể tham khảo những cái đề cương hoặc là đề thi uh, thi học kỳ để thi thử học kỳ hay giữa giữa kỳ mà thầy đăng ở trên website madic.vn thầy hiếu chào tạm biệt và chúc các em học sinh học tốt